Có mặt trong tang lễ tiễn đưa danh hài Chí Tài ngày 12 tháng 12, danh ca Tuấn Ngọc chia sẻ rằng anh vừa ra khu cách ly tập trung được 2 ngày nhưng muốn đến chào người đồng nghiệp thân thiết lần cuối. Tuấn Ngọc nghẹn ngào nói: "Chí Tài là người hiền lành, ai cũng thương mến. Tôi quen với Tài từ rất lâu, thời còn bên Mỹ, cả hai đi chơi, đàn hát, biểu diễn cùng nhau. Tài ra đi khiến tôi rất sốc, nếu bị bệnh ra đi cũng còn được chuẩn bị tâm lý nhưng đằng này, Tài ra đi đột ngột quá, sao không khỏi thương xót. Trước đó mấy ngày, tôi vẫn nói chuyện với Tài, cậu ấy còn mời tôi hát ở một show diễn, chúng tôi cũng nói chuyện với nhau rất nhiều. Đó chính là những giây phút cuối cùng cả hai được trò chuyện với nhau, Tài lúc nào cũng vui vẻ, nhưng cuộc đời mà, đâu ai biết trước được điều gì." Tuấn Ngọc và danh hài Chí Tài có quá nhiều kỷ niệm với nhau nên ông không thể nhớ hết. Ông nói, Tài là người chịu khó học hỏi và đa tài. Từ một người nhạc công, anh ấy đã trở thành một người diễn viên nổi tiếng. Không phải ai cũng có thể làm được. Dù là nghệ sĩ nhưng tôi sống rất khép kín và ít bạn bè. Tuy nhiên, Tài là một trong số ít người bạn tôi rất quý mến. Trong lễ viếng, danh ca Tuấn Ngọc đã hát Về Đây Nghe Em và một bài thánh ca đưa tiễn Chí Tài. Ông nói với giọng trầm buồn rằng trước đây Chí Tài thường đàn cho mình hát, trong khi bây giờ, cây đàn ấy vẫn đang ở nhà Chí Tài, còn danh hài đã nhắm mắt xuôi tay. Cũng có mặt trong đám tang, ca sĩ Minh Tuyết chia sẻ rằng Chí Tài giống như một người anh lớn trong đại gia đình nghệ sĩ hải ngoại. Ngày thường nếu không phải đi diễn, mọi người lại quây quần bên nhau nói chuyện, ăn uống. Cô nói, tôi coi anh Chí Tài như anh ruột trong gia đình. Khi nghe tin, tôi bàng hoàng, không thể tin đây là sự thật. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ phải chăng đây chỉ là giấc chiêm bao. Tôi đã gọi ngay cho Việt Hương. Lúc đó, Hương khóc nức nở và nói rằng đang làm giấy tờ để lo liệu cho anh. Tôi lúc này buồn thương cho anh và buồn thương nhiều hơn cho bà xã của anh. Tôi rất đồng cảm với chị vì tôi cũng đang chịu cảnh sống xa chồng. Cảm giác người thân thiết nhất của mình ra đi mà không thể gặp được đau lòng lắm. Tôi còn nói chuyện với anh Hoài Linh và biết được chị Phương Loan sốc, đau buồn đến mức không khóc được. Có thể nói là đau đến điếng người. Nhiều người thắc mắc rằng tại sao không để anh Chí Tài ở đây để khán giả có thể viếng thăm. Tuy nhiên mọi người nên hiểu rằng người bên cạnh anh nhiều nhất, thương yêu anh nhất chính là bà xã của anh. Anh Tài đã mất mấy ngày nhưng đến hiện tại, chị ấy vẫn chưa thể gặp. Điều này thật sự khủng khiếp, mong khán giả thông cảm về điều này. Tôi thân với anh ấy tới mức thường gọi thẳng tên như là Tài ơi, em nói cái này Tài nghe. Anh Tài hay giỡn là không bao giờ bỏ tiền ra mua đĩa nhạc của ai nhưng trừ tôi, bởi vì bà xã anh rất thích nghe tôi hát, tôi thấy rất trân trọng. Điều khiến Minh Tuyết sốc vì cố danh hài Chí Tài rất quan tâm sức khỏe, ăn uống điều độ, chăm tập luyện thể thao. Vậy mà, anh ra đi quá đột ngột. Với tôi, anh Chí Tài phải là sự hiện hữu. Anh phải hiện hữu trước chúng tôi. Vậy mà anh lại biến mất. Cô nghẹn giọng. Nhạc sĩ Đức Huy đón nhận thông tin về sự ra đi của Chí Tài trong tâm thế nhẹ nhàng. Anh nói, Chí Tài với tôi như cậu em ruột. Tôi chủ hôn cho Chí Tài và Phương Loan ở Hawaii hơn 30 năm trước. Tôi chứng kiến Chí Tài từ nhạc sĩ chuyển sang đóng hài. Tôi là người thường xuyên được Chí Tài hát các ca khúc của mình. Chí Tài hay nói, em rất thích nhạc của anh, em hát nhạc anh hay hơn anh tự hát nhiều. Tôi sẽ nhớ hoài. Chí Tài vừa rủ tôi hát đêm nhạc Mây Lang Thang của cậu ấy đầu năm 2021. Tài tuyên bố xí bài tiếng đàn guitar của tôi. Ừ thì xí thôi, nhưng dở dang rồi. Theo dự kiến, thi thể của nghệ sĩ Chí Tài sẽ được đưa về Mỹ bằng đường hàng không vào tối ngày 13 tháng 12. Từ sân bay, thi thể nam danh hài sẽ được đưa tới nhà quán Tích Family thuộc quận Cam, bang California, Mỹ. Dự kiến ngày 18 tháng 12, lễ tang nghệ sĩ Chí Tài sẽ được tổ chức theo nghi thức công giáo tại nhà thờ Holy Spirit Catholic Church, bang California. Lễ viếng diễn ra ngày 19, ngày 20 tháng 12 và lễ hỏa táng, an táng vào chiều ngày 20 tháng 12 tại Mỹ.